Chị Liên ạ, chị có biết em cay nhất cái gì không? Cái Cái gì? video em ngồi với chị review MacBook Pro đời mới ấy. Ừ. Có một người xem, không biết là nữ hay nam, cứ gọi là một bạn ấy nhá, không Ừ. biết tuổi luôn. Cắp màn hình lại ghi lên là kính gửi, mong anh Ngọc với anh Thành cho chị Liên lên hình nhiều hơn, còn hai anh không lên hình cũng được. Mà nó có cay không chứ lệ. Thế thôi, từ sau đừng có lên nữa, để mình chị lên xong chị ngồi, chị nhìn mọi người thôi. Chả nói được gì. Đi à? Đi thật à? À. Được rồi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với. Thôi vào đi. Kinh ghê, dám chào các bạn trên Và hôm kênh nay của khách mời của chúng ta là Thành thật thà. tôi. Chào mừng các bạn quay trở lại Relab. Hôm nay mình sẽ chỉ là khách mời thôi, thực Ừ. ra chính xác là một buổi phỏng vấn. Ừ. Về tư cách ý, thì vẫn sẽ là em hỏi chị trả lời, xong rồi chị chia sẻ trải nghiệm, đúng không? Nhưng nếu mà nói từ mặt là những người xem thì đúng, chị sẽ là một host chính, một reviewer chính. Chị sẽ chia sẻ những trải nghiệm của chị với một sản phẩm mà có lẽ em nghĩ trong văn phòng này chị sẽ biết rõ nhất. Các bạn có thể thấy ngay trên bàn đây, một chiếc Galaxy Tab S7 FE mình đã để chị Liên sử dụng trong khoảng bao Tức là lâu? tầm hơn 1 tháng. Hơn một tháng dùng một cái chiếc máy như thế này. Một designer dùng một sản phẩm chuyên cho viết vẽ đồ họa nó sẽ như thế nào? Đó, hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Đầu tiên em muốn hỏi qua một chút, thì chị đã bao giờ sử dụng những cái sản phẩm hỗ trợ cho kiểu digital art giống như thế này chưa? Kiểu Wacom hay là bảng vẽ gì đó? Có rồi, chị có dùng Wacom này, rồi có cả iPad. Nhưng mà một thời gian dài thì chị dùng Wacom ấy. Có cái Wacom bé bé này này, cái hồi chị đi học ấy. Thì nó là một cái thiết bị để mình vẽ thôi, còn mình nhìn trên cái màn hình. À, tức là Ừ, mình không vẽ thẳng đúng vào rồi, màn mình hình thế không này. vẽ vào màn hình đâu. À, có em thấy có mấy cái phiên bản Wacom cũng là nhìn vào màn Có, hình nhưng mà đúng nó hơi đắt. rồi. Nó đắt. Tầm Hồi khoảng đấy bao nhiêu? chị mua cái bảng vẽ đấy có hơn 1 triệu thôi. Thì sinh viên mà. Ừ đấy, nhưng mà xong dùng được mấy ngày chán. Và Có lỗ không? Hay lỗ chứ, làm sao mà lãi được. lãi? Sinh viên mà có cái thói quen mua sắm cũng đại gia ghê. Thích thì mua, chán thì bán, Không, dùng có đấy mấy là ngày. phục vụ học tập À, mà. vừa học tập. Ừ. Thế thì sau khi bán Wacom chị dùng máy gì? Hay Thôi. dùng không dùng nữa? Ừ. Không học nữa. Đấy, Chán. chị Liên sau khi chán Wacom đã bỏ học. Không. Rồi. Phút quảng cáo. Xin chân thành cảm ơn tới Di động Việt đã hỗ trợ chúng mình để thực hiện video này. Tất nhiên là Di động Việt đang kinh doanh Galaxy Tab S7 FE rồi. Thì các bạn quan tâm mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả video để các bạn có thể click vào và xem ngay những chương trình ưu đãi mới nhất. Ngoài ra thì Di động Việt cũng là một chuỗi đại lý rất lớn, cũng là đại lý ủy quyền Apple chính hãng, cho nên sẽ có rất nhiều những sản phẩm khác nếu mà các bạn quan tâm. Ví dụ như là iPhone 13 Series hàng chính hãng kia đây, bây giờ đã có hàng rồi. Có cả những chương trình như là trả góp 0%, có trade-in thu cũ đổi mới, có cả những cái phiếu voucher mua hàng. Tùy vào thời điểm các bạn xem video thì cứ click vào đó mà xem, biết đâu là có chương trình rất là tốt và lúc các bạn xem thì sao. Thì ngay khi em đưa chị cái chiếc máy này để dùng ấy, thì thiết kế bên ngoài của nó sẽ có hơi một chút khác biệt. Ừ. Đầu tiên là cái form viền vuông hay là cái màn hình nó hơi dài Hơi ngang một chút. dài đúng không? Ừ. Ừ, đấy thì chị có cảm nhận gì khi mà cầm nắm rồi viết vẽ sử dụng không? Ừ thì thực ra lúc chị cầm xem phim như này này Ừ. thì nó cũng không không có một cái gì đấy mà nó vướng hay là nó đấy, nó rất là thoải mái Ừ. và nó cũng không phải là nặng lắm. Ừ. Ừ rồi. Về cái lúc mà chị để trên bàn để vẽ như này này. Đấy, nó không 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 trượt. Xong rồi cầm lên này thì nó cũng không bị vướng, không bị như nào hết. Ừ, không bị kiểu quá là nặng tay mỏi Ừ. tay. Nó có thiết kế khác so với những cái dòng mà chị cầm trước đây nhưng mà nhìn chung thì cũng không ảnh hưởng nhiều. Con này có một cái khác nữa về mặt thiết kế là camera trước của nó selfie thì đặt ở vị trí là chiều ngang này này. Bình thường thì camera đặt ở đây đúng không? Ừ, Ừ, đúng. khi mà chị cầm cái này như này thì cái camera đặt ở đây thì tiện hơn. Đấy nhưng mà chị lúc chị soi thì cái chất lượng camera nó cũng gọi là nó cũng không được đẹp. Ừ nó bị màu nó bị vàng. Ừ, xong rồi nó cũng không không nét. Ừ không được nét lắm. Nói chung là để mà chụp ảnh selfie thì không chắc là chả hay dùng đâu. Ừ. Ừ. Thật ra là chụp ảnh selfie thì thường người ta sẽ dùng điện thoại. Ừ đúng rồi. Chứ còn chụp ảnh thì cũng ít ai mà sẽ cầm cái chiếc máy này ra đường xong rồi. Đúng rồi. Chụp ảnh không? Không, không có. Không. Cái quan trọng nhất mà em mời chị đến đây hôm nay chính là cái màn hình của nó ấy và cái bút ấy. Một designer, một digital artist vẽ trên màn hình của Tab S7 FE nó sẽ như thế nào? Thế thì trên cái màn hình ở 12,8 inch của cái chiếc máy này chị đã làm những cái gì? Chị show cho mọi người cùng xem. Ờ, cái này chị nghịch thôi, vẽ thử test bút đi cái hồi mới cầm ấy. Có À, cái này đây còn ngoài này. cái này còn cái Ừ. gì nữa không? Có cái Có. gì mà có màu sắc một tí Có có để có. Đây. test màu cái? Đâu rồi? Wow! Làm cả logo như này luôn. Đây, ừ đúng rồi. Đây, chị vẽ phác thảo logo các thứ. Ờ, đây là vẽ Ừ mind map đây. này, vẽ Cái icon này này. chị đang vẽ hoạt hình ấy. À, chị đang dùng ứng dụng gì nhỉ? Ừ, cái này là Sketchbook.
Autodesk Sketchbook của Autodesk. Đây, ngoài cái Sketchbook này thì chị có dùng ứng dụng nào khác không? Có, về vẽ vời các thứ thì chị hay nghịch linh tinh lắm. Đây, có cái này nữa. Painter. Cái này hình như là của bên Infinity thì phải. Ôi. Chị mới vẽ được như này thôi, chưa có gì đâu. Thì cái này nó sẽ chuyên nghiệp hơn, nhưng mà chị dùng cái kia thì để mà kiểu ký họa các thứ nhanh ấy. Thì nó cũng tiện hơn là cái này. Cái này chuyên về vẽ màu, màu nước các thứ. Màu xong rồi trông nó khá ảo, trông 3D hơn đúng không? Trông đổ bóng, đổ biếc xịn hơn. Nó có nhiều cái hay hơn cái kia. Cái kia thì chị chính, nhưng mà tại vì cái máy này ấy, nó rất là vẽ vời thì nó lag. Lag hả? Nó bị lag, thật luôn. Thật. Ừ. Nên là chị mới kiểu chuyển sang cái kia cho nó nhẹ. Và nó sẽ cơ bản hơn. Cơ bản hơn thì mình vẽ được những cái cơ bản thôi, chứ cũng không có vẽ được những cái cầu kỳ lắm. Với nhu cầu của chị nhá, ví dụ như bây giờ chị đang vẽ này là vẽ nghịch, nhưng mà nếu mà chị nghĩ một ngày nào đấy chị làm việc chẳng hạn, đây chị demo cái bản logo cho một người khách hàng của chị, thì cảm giác của chị là thao tác trên cái chiếc máy này nó có đủ được đáp ứng được những cái nhu cầu đó không? Đấy thì như chị bảo đấy, nếu mà mình kiểu sketch chì hay là kiểu vẽ vời linh tinh ấy, ý tưởng thì mình viết luôn vào đây, vẽ luôn vào đây ấy, thì nó ok. Nhưng mà để vẽ một cái file nặng như là vẽ màu các kiểu ấy, như kiểu như này, vẽ minh họa các kiểu màu với cả nhiều cái layer ấy, thì nó sẽ hơi lag, nó sẽ có độ lag. Và thế thì nó hơi bị ảnh hưởng tới gọi là cái productivity, cái tính sáng tạo ấy. Gọi là làm nó nhiều hơi khi cũng bực mình. Cũng bực mình và nó bị gọi là chậm tiến độ công việc đi đúng không? Về cái bút này khi mà chị viết vẽ thì chị có cảm nhận gì về độ nghiêng, độ nhạy, độ nặng, hay là có bất kỳ một cái gì khác biệt so với những sản phẩm chị dùng như là bút cho iPad, bút cho Wacom không? Bút này thì nó nhẹ hơn, nó nhỏ với cả nó nhẹ hơn đúng không? Đấy. Thì cầm nó cũng khá là tiện, tại vì tay chị nhỏ mà. Cơ bản thì em đúng là em thấy rằng cái bút S Pen này nó sẽ có cái đầu này, nó rất mềm. Nó mềm lắm và khi viết thì nó sẽ hơi rít rít một tí. Nó cho mình cái cảm giác mà giống như kiểu mình viết trên giấy thật ý. Đúng, viết nó trên gần giấy giống thật. Như thế. Nó gần giống với trên giấy. Còn với những dòng máy khác như kiểu là iPad thì cái ngòi của nó, bút Apple Pencil nó bị cứng và các bạn sẽ phải dán paper like thì mới có một cái cảm giác nó sần sật giống như là giấy thật. Thử viết nét hay đậm các thứ nhá. Đậm chưa? Đây, chị biết. Đấy, thì nó cũng không có cái độ trễ lắm, nó mượt. Viết đến đâu thì nét nó ra đến đấy đúng không? Nét nó đều. Nhanh này, chậm. Ok. Đấy, nó không có vấn đề gì. Về màu sắc ấy thì chị thấy cái con máy này có cái màn hình hiển thị màu sắc thì cũng gọi là tạm ổn thôi, chứ cũng không phải là đẹp. Bởi vì công nghệ tấm nền của nó là TFT, tức là một cái tấm nền nó đời nó hơi kém hơn một tí so với cả mấy cái màn IPS rồi OLED các thứ. Thế thì cuối cùng là ngoài những cái thứ mà em yêu cầu chị phải làm, thế thì chị có thử dùng nó vào những tác vụ khác hay không? Có, chị có xem phim này, lướt web này, lướt Facebook các thứ. Để mà gọi là xem phim thì xem phim lướt web thì ok, ổn. Để mà học online, kiểu các bạn sinh viên bây giờ ấy, học online thì khá là ổn với cái mức giá đấy. Nhưng mà để mà chị mua để phục vụ cái chuyên ngành vẽ thiết kế của chị ấy, thì chị không lựa chọn con máy này đâu. Con này là bây giờ là khoảng 11, 12 triệu gì đó đấy. Cho bản wifi. Thì nó là một cái giá gọi là cũng phù hợp với cả một cái con máy như thế này rồi. Nhưng mà để mà chuyên về vẽ thì mình có thể lựa chọn những cái sản phẩm nó chuyên ngành hơn, như kiểu Wacom hoặc là bảng vẽ điện tử kiểu kiểu nó phục vụ mình cái mục đích vẽ. Thì nó sẽ tốt hơn. Nó sẽ không tiện được như thế này, không thể là nhìn vào màn hình và vẽ được. Có cái bảng đấy nhưng mà nó sẽ đắt hơn. Nó đắt, vấn đề là trong cùng mức giá đấy thì em thì biết cố. Không, ai lại cố gấp đôi gấp ba. Nhưng mà em cũng hiểu sơ sơ rồi. Thì đây, để mình kết lời lại, thay lời với chị Liên. Về cơ bản ở mức giá là khoảng 11-12 triệu thì đây là một sản phẩm có những cái yếu tố tổng hòa là đủ tốt cho mức giá của nó, đúng không? Để đáp ứng cho các bạn học giải trí, có cái bút để take note, để vẽ sketch, thậm chí là để ghi bài. Em nghĩ ghi bài thì sẽ ổn. Nhưng nếu các bạn cần nó vào một công việc chuyên ngành hơn, ví dụ như chị Liên là làm chị học thiết kế đồ họa của Đại học Kiến trúc và bây giờ làm designer, thì nó vẫn có những cái thứ mà nó chưa đủ để đáp ứng cho công việc của các bạn. Và có thể các bạn sẽ cần tới những thiết bị chuyên nghiệp, chuyên dụng. Thì đó là những gì mình và chị Liên đã có ngồi trò chuyện một chút trong video ngày hôm nay. Chị có muốn nói lời gì với các bạn khán giả nữa không? Nói gì được. Đừng xin số, đừng xin Facebook mình nữa. Mình mệt lắm, mình có người yêu rồi. Người yêu mình tên là Đào Huy Thành. Ok, rồi, xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.